Em lên dừng lại karaoke. Em mới dừng lại. Em lên dừng lại ở dưới ngay dưới được đây đấy đó. Lên 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 lên. Xong của đấy nó phải rơi vào khoảng trên 50 triệu. Nó đắt. Chỗ này nhá. Bộ này là tên của nó là gì nhỉ anh? G1000. G1000. Hết rồi. Bao gồm những cái mic này, đẩy này, sút này. Mic này, đẩy này, sút này. Loa này. 1, 2, 3, 4 thiết bị tất cả. 1, 2, 3, 4 đấy, đi chụp lại. Ôi giời mẹ. Anh chị tên gì nhỉ? Tuấn. Địa chỉ à? 1B Hạ đoạn 1 Đông Hải. Hạ? Hạ đoạn 1. Hạ đoạn 1 Đông Hải 2. Đông Hải 2, Hải An. Hải An. Đông. Đông Hải 2. Cái đấy ghi chú là đi từ ngõ 116 kiểu Hạ vào cho dễ. Rồi cứ điện Đông Hải 2 trong gì đó. Hải An, Hải Phòng. Cho anh em bao cái dữ liệu này đi. Nhớ là cứ 5 giờ điện đây được. 5 giờ điện. Còn có thể là trong ngày nay đến 5 giờ em sẽ điện lại cho chị anh chị. Vâng. Thế có gì nếu mà chiều mà em nhà em điện thì tối tối lắp muộn được mà, hôm nay em kể cả 10 giờ lắp ở nhà cũng được. Okay. 10 giờ sẽ vào lắp được. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn anh chị. Rồi, anh chị về nhé. Bộ cắt thì nó đơn giản lắm nhỉ.